Đầu tư nó cũng dễ như là gửi tiền tiết kiệm, ai cũng làm được hết, miễn là mình có một cái kế hoạch rõ ràng và mình làm theo kế hoạch đó, cứ làm đều đặn lâu dài thì sẽ có kết quả đúng lúc thôi. Khi mà mình chưa cần tiền mà thị trường nó xuống thì không có việc gì phải lo lắng hết, tại vì nó vẫn là tài sản của mình và mình biết chắc là năm sau nó sẽ lên. Khi mình đầu tư mình phải xác định là đầu tư dài hạn, và tức là mình phải có kế hoạch.